Sôm cà thoại bằng cung, sâm đại. Và đại chức quân bà xong cột bà ông, thưa tì cổ rộp sạc ra. Bà bôn chôn rộp chiết, chiết tì cổ rộp sạc lành. Bọn đây bọn tách, tu bà mực chông bà kà nạ chông. Bàn chôl, cà thoại bằng cung còl, bà mạc sát chiết tì sạc ra, hòa bỏ dương. Đảm bày, tu thoại, ông bị bệnh tinh nâng bánh hạ ca bọc nót nâng đậm ná ca trời riêng trọng nơi bìl khả mộc. Chấm hiện đồ bốn đi chống bà ca nạ chống xong tu bà kênh nâng chấm riêng chun chấm bộ bọc bốn chun rụng chiết thà ca bọc nót đồ bỏ dương nơi khổng chân nằm bì bọn bầy đi cứ chỉ cả bọt nọt bọng bạch nở ai cả tạ cầm đài bàn riêp trọng của lòng tử. Nụ cứ nở trăng thả bảo tố bây chỉ biến cả nhu nhung bọng co cho lá tròn ổng bí răng bởi dị chuẩn bọn ai tự bọt nọt cả đói có bọn tay át tra để ca châu rùm bọt nọt cứ miên rồi hốt tờ đó 84 cứ miên 27 phía rồi để chiếc tu lệch bắt đỏ sẵn. Bà dương tiếp thiếp tới nâng ca bọt cho nó thân đại chiếc năm 2017 cứ bê đâu miên trăm tờ 64 cứ miên 64 phía rồi bắt đỏ nâng ca bọt cho nó thân đại chiếc năm 2017 miễn trăm tệ 87 bia sôn bì phía rồi nâng ca bọc nó không dần cắt ca bịch nằm bì bọn mà phải bì cơ lọc bọn tức đi cứ chùm nôn trăm tệ 87 bia sàm sập bì phía rồi bọn tệ chỉ môi nâng cho là nà nơi ca bạch chẳng, ca bạch nào. Đại chia đầm nà ca thông đa nơi lợi thị bạch chia tập tay, hòa rõ bọc bạch chân. Hãy có chất tốc ta chật ngay bốn, hòa rõ bọc bạch chân. Đà mây chứ rước rước nơi được đòm rõ bọc luôn. Tạm là dạ, cả nạ bạc, nơi dấu bài để chô rùm ca bạch nào. Dường khơi ta bạch chân bát bằng hai, nâng phiếp chắc tung khá nhiều bài khăn nông đọc ná ca bà chia tập bà tay hòa bọc luôn đòi tờ chú rùm ca bọc nọt dạng chân có cò đại miên sạp áp bát bộ bộ khốt khăn nông rì dạ bê phi tu sạp bọt trọng cỡ này chỉ mỗi khi đi hàn nhát ở xong bà ca ná xong bàn thay lên nâng ấm nọ bà cun chụp bút với chi chun nơi tu tiêm vật tì đã ban anh chơi châu rùm bỏ chân nào đó. Bọn thay mưu nô trong bà ca nạ trong cò sông thay nơi ẩm nò bà cun ô cun chụp bút bò bôn chun rùm chít đã ban bà ca chưa tốc chất chụp bút cả đạp bạc bà chi chun Campuchia đã ban bỏ chân nọt ai cả nạp bạc phía chân Campuchia miền Ất Tra ở hốt tận đoàn 80 cứ biết 30 phía rồi cứ cao chiêng mùi liên dầm lên bảo biếp thiếp chỉ môi nâng ca bỏ chân nọt thân đã không dần cắt cao phía chân nằm phía bọn mà phía bì tam bất tới tu lên nghe cứ trai bạc cả đã có nạc cảm bà ca chết riêng trong ca bỏ chân nát. Chịp lời ca, phần tay của bạn bỏ chân nát bạn bà ca chịp bà đo sân rồi hỏi đại. Đã trong bà ca nạc trong khuyên thả, nấy chưa dùng tu, đo khăn, nấy đầm nạc ca bà chết thập tay mà khá, nâng mà kháng thiết
ហើយដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមទូលប្រគេនចំពោះប្រជាជនប្រសពសម្ដេចប្រជាជនប្រសងគ្រប់ផងនៅបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជឿថាយើងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏យើងទៅលើការដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានចូលទៅកលប្រមាណស័ក្តិខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមការយោគយល់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រកាសថាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំនឹង
nô tì khiom praka na khiom pất chập ban praka luôn thai chập bay kinh chun nghe vô ran trai sầm rạp nít tì ca tì bẩm pì hơi ai đam hôn mà nét cứ chập bay kinh chun nghe vô ran trai anh ác cốt tại sập hiệp ca cứ ban đầm rơi ơi trời phơ ca riệp chom rai rát tháp bảo chấp vì đam mà nạt nít tư đam bay thiên địa nơi phía bờ luôn nơi đầm na ca hơi rát tháp bảo đòi miết ác hạt phật sơn bao xem bậc ca na xem bọn to thưa không có địa bụi nam rưu pi nam rồi hai tớp lê lên tranh pi đầm này sự việc ca đang biến ca ác sự thể được biết không bùi rồi dạ cả đôi chân này vì biến ca chạm bạch nè đàm bay ai còn đã ra mặt tay thoải mũi đài xuất tại phía trang cư một đồ quỷ thoải tổ tù bàn nơi cách ca đại phụ kê trời tổ tù khó trời xâm rạp tới ngày à nạc cút xem phật ca nạc xem có đôi chữ ác ra chôn đợt tây tiết đại miên hải dụ chết sắp năm rồi từ hơi rồi lơ chết sắp năm rồi hốt từ đó chiêng bay sắp năm cọp bay trời nơi vi khẳng cai khnòng phần tai xem phật ca nạc xem xong một chuyện bật tây tiết ẩm pi rồi biếp rồi bọc xem phật ca nạc xem nâng chặt ca giang đôi bàn tay dương trời thiên lẽ bằng nhóm bà ca nạ khi ông ta tới lẽ bằng xa cho tôi bà đọc thiết nơi ông nạn một nụ khi ông bà ca nạ khi ông bàn dọc ba rồi bọc xong bà ca nạ khi ông đảm bây tận đọc đô cho mỗi tầng ca rô riêng miền trí vứt và rọc bọc bà chí chút cứ rộng đọc bà chí chút chanh bì rồi bọc bà lạy bụi xa bọc bột phật học tới xem bậc ca na xem các ban yộc các ba là bậc xem bậc ca na xem từ đó đu chiều muối đường xoan để phìp đòi khát khom bật chóp trăng kềm nòm mọc nơi cả bằng rùm bằng rùm chiết ai cập phìp chiết ai cập phìp tức đầy chuyển lực đồng bộ nơi không có dạng pê đòi du nơi bất tịch cả bậc chi nhóm bà ca na có công họ xem bà ca na có ban dốc chỉ vứt để vô bay rồi bóc xem bà ca na xem tật đỏ đôi chỉ mỗi nâng cầm nai tầm rung đi đi đặt thua ai phải đi chia na chạ Campuchia tật tua bàn đặt phò họ hôm ra đi đôi chân này hay đã với ban trước xem bà ca na xem phải nhà nơi không cả chạ chạy đôi chân này nơi chữ ca riêng trong tục chữ môn nơi ca rẽ xa sự thê được phía bởi dạng bê vệ ở rộng bọc bà tê hai sân được phía nâng sự thê được phía không bởi dạng bê vệ nụ hơi đã chia mô lật than cử nơi ca áp bì vọt sân được phía nâng ca áp bì vọt nâng trơn tay tổ tuôn bàn bọn to tiết tam bởi dạng cô nó bọc xong bà ca nạc xong
kê mình mến tự tuôn đầm nay vì trong tất cả nạc trong đòi mình chọn cắt nơi nơi tê bị thi chưa bị xe cứ ca bọt cho nó vì xâm nạc và chỉ chân đảm bây ở kê khai tới chỉ đẹp đầm nàng riêng nụ tì vì chứ ca tử nế á hàng mùi đài nơi bế đèn đẹp chùm non thơm ấy chôn căn đầm nấy nè chấm đòn ra cứ nơi chỗ ai luôn kì khi ông bác nào khi ông sầm đai là hôm sau khi sầm đai bị chi sơn na tiêm bệnh sầm đai men sầm hòn nâng ông bà đi dọ ram tây mui chấm đốt tiệt còn nâng cha tranh phốt vì đầm này phòng này vận tài sôm chấm riệp chun tu bậc tên nâng chấm riệp chun chụp bộ bò phun chun đục chiết ở bàn chiết hàm pi anh ác cút để vô bài ra bóc chấm bậc ca nạc chấm chấm bậc ca nạc chấm nơi tai bẩn to con nòng mốc để ti chia bậc thiên cả nạp bạc căn hàm này nâng thưa chia sama chức rất sập phì bẩn thêm lên đâu cứ bảm ác sát Phật trung Phật rí chí tiên nâng Phật rí chí tiên tăng tăng khi ông bác nạc khi chia Phật thiên ở đâm con bác xa Phật mạc sát nơi cao phê đa khi ông bác nạc khi ông chạy chênh chia sát thạp bộ nơi thứ ngày vì cần đã rõ mặt trời và tập tư có xong tu bậc kinh cho bố phái cho con và xong cổ bóng có đôi chìa bó bốn chút rủ chít nơi ngay tìm một phái pram khai có phẹt chứ nằm phí bón và phái buồn cứ nửa miễn cả bỏ chứ nào phân sập hì bế nụ khiêm bà cả nào khiêm nâng tay chô chú chia sở má chức phân sập hì hai tam ca krong túc rõ bó cả nạ bạc cứ chăm bà cà nạc chăm nàng khai luôn tới chia bật thiên bật sập hì chấm đô sầm đạch sai chung đà gọt miên à dụ chá ra hỏi chọc chung sầm rạc đôi chứ chăm bà cà nạc chăm nâng tới miên lát đập hiếp đà bay nâng bật to bòm rao bà chì bò rọt nàng chui tạc đo ri ra tha bì mà nóng cả cục cổ xoắn ở sốc xoắn đạp trọc có đôi chứa chô rùm chôm nay nóng cả áp vọt bà tế chít chứa bà tỏ tiết tại kêu bà kà nà kêu có xôn bà chịa ở chứ bác thả kêu bà kà nà kêu nâng mần chít chết từ lơ cách cả và rõ bó nà dô ở răn mặt tay rư rõ bó rí cho rõ thàm bà thamay nụ tì đời miệt ca chết âm nạch đách vì kìa hòa viên định tệ bà nhát nâng định tệ bà nà bạt đời miệt bót vì sao thà kêu bà ca nà kêu chìa nà dô ràm trầy ô hòa dạ bê chương xam sắp bà mấy trăm cứ kêu bà ca nà kêu bất chìa dô đăng chú bát lo âm bê ai kì rí phía bà bó nà dô ràm trầy nơi khổng ca thu sẽ kì rí xâm bạch chất hỏi đi chặt tục thả cổng ao dục du sông bân tràn nơi cả tiện cho cha mà ràm nia đi đài việc cao hoặc hốt tận đó cổng vụ đẹo vị phía đô vài rồi ai thả vụ cổng nơi dùng chỗ chất vay bà hà bàn phư phê thả hôn mà nét là khai luôn chia để dụ ra mặt trời nơi và man chia viên chiên bây giờ tất tiết tại bản đọc hôn mà nét nguyên lát tập hiệp hơi hay lấy hôn mà nét bát bóng bênh rôi hơi nơi phê ra cách bì nơi cách cả bì tì mùi cả nạp bạc bát hay cái chân tay tăng hôn mà nét
chia bay cái chân này vô ràng trầy. Ây lâu, có tư, nàng khai tư chia này vô ràng trầy, nơi bằng bàn sắp đà khả mục. Ai tìm bì, hôn mà nét bàn chóp trên nẹ tầm lạc đi, rùi trách tờ hời. Phật mên tệ bê đi, kê mần mên, kê mần toàn miên phẩm vô đập hiếp trên nẹ tầm lạc đi. Đời xa tay nẹ chóp xa tầng ốc mần toàn bàn, có phụ chủng đòi bàm hạc sát. Nâng, bọt chôl cắt đầm này. Ai tì bầy, bàm hạc sát, bực mạnh đi. Tu phụ cung châm và ca ná châm, bàn chôl co bàm hạc sát. Bàm hạc sát, bóng co, tổ tu dốc nơi sống nào. Vì bật thiên cả đạp bạc, đại miên át sản ác chưa kê nơi khâu ra giả phi. Đạp bầy, nâng chanh về rê chì kết tanh tăng để vô rằm trầy, cứ bật đứt hôn mà nét. Còn thầy, và tốt tới tiết, cứ để vô rằm trầy rụng đi, nâng tơ riêp chom cúp cô rê chì rát thạp và xa mát phiếp. Không có ra làm trái đạo bày ai sập hi bắt đầu nâng ca tục chật khiêm bà ca nà khiêm xong bà chạy xa chật vây thả ní chìa ca lẹ bóng môi đỏ thôm bọn tay ca lẹ bóng ra bọc khiêm bà ca nà khiêm đi vì miên đầm lây đạo bây thì nia nơi thì ngay sốc xa đạo bọc bà chỉ chút. Hãy có đôi kia đi đà, dược bàn priếp thiếp, prah kà rà prah bây đà chít thở bỏ dư, xâm đạch prah rà rà mê nụ, prah bà rà rà tà nạ cao, prah bàn triêm riêp thơm, bàn riêp chọc, bàn giang lò, cư bà ông bàn đạ riêng, hãy có bà ông, có bàn riêp chọc, prah mạc sạch mây, cứ bà mạc sát bạch bọt bà bà rộng riết nó rõ đọm xe hà mà đi chia bà mạc sát nơi khổng bê lộ bà sân bao mục miên ca riêng chom toàn bê tốc chiều môn khổng bà dạ bê bầm bấy chân nằm nơi bê đa bà mạc sát sau khi tìm cút nơi chân nằm bì bọt đọc bì dương bà hai chữ miên sát thân hợp hiếp chung bốc cho bọt thông mà kháng trời thư bôn bởi đi cho sóp thoai bởi đi cho sóp hay mà kháng tiết trời chữ tăng bà mạng sát mây đòi cọng bạc xa rê chạm bạc đôi xe ca riêng chọc nơi tỷ đi mà mấy chữ ca bật to xô mấy tờ bà mạng sát nơi bà tế ca bà chìa bỏ dư có chữ bà mạng sát chưa tăng phong đài khóc lại vì bà mạc sát này bà tế nợ tế đôi chứa bà tế chứa bôn rư bà tế ông lê đài bà mạc sát môn rư bà hạ thị rịch bà cháu hạ thị rịch môn cử miễn bà rịch chứa sất tăng tăng bà rịch thị nhiên tại nơi bà tế rà bỏ dư bà mạc sát bùm miễn bà rịch chứa sất tăng tăng về cái nhiệt ao cồn nhiệt nổ tì và ta cứ trời xong cắt cầm bắc xa rì chậm bát xong bắc ca na xong căn tua nơi ti chia bát thiên bát thập phi có năng chui tơ đal rì nhà tháp bị bá hay chui tơ pre mạc sắt nơi pe đai bằng hạ vượt tầm biệt bị khổng bật tích khiêm bà ca ná khiêm cứ chia bà mô gọt sợi tì nơi bì rung chồng đánh ích cứ chia chồng đánh đầy ca tử niệm bộ phót nấy xoan đi phiếp xâm rạp bật tích hai chia bì xét tử niệm sẽ thay đi phiếp nấy đầm ná ca bà bất tư nấy ẩm nách ra bò rọt đòi nguyệt ca rèn sức tiền.
ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមទូលប្រគិនចំពោះបដិជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាបងប្អូនជួបរូបជាតិយោងទៅលើប្រកដីទិនកាងារគឺនៅពេលដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការរួចហើយ ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់តែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណើរការនៃការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នាំយកទៅសុំសេចក្តីទុកចិត្តពីសភាយោងទៅលើប្រកបដោយទិនអាចមាននៅលទ្ធភាពពីរកើតឡើង លទ្ធភាពទី1គឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី9បើសិនជាប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី9រອບទាំងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីត្រូវទទួលការតែងតាំងទី9សីហាគឺថ្ងៃ10សីហាព្រះមហាក្សត្រ ទ្រង់តែងតាំងទ្រង់នឹងទទួលយកទ្រង់នឹងតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបើយោងទៅលើប្រកាសនេះគឺចំថ្ងៃទី10ខែសីហា គឺថ្ងៃទី 900 ខែស្រាប់900សុំទោសកន្លែងនេះមើលមិនច្បាស់គាត់ថាបើសិនការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការបូកជាមួយនឹង ប្រមាណសាត់ទ្រង់តែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃ10ខែសីហាប៉ុន្តែបានលើព័ត៌មានមកថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាបើសិនបើប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី5ខែសីហា គឺខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានទូលថ្វាយប្រកាសថាមិនគួរយកថ្ងៃអាទិត្យទី6តែងតាំងឬតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសូមយកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហាតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យសមាជិក ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំសមាជិកភាពរាជរដ្ឋាភិបាលដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានកែរួចហើយដោយគ្មានតេតិនជាមួយនឹងសមាជិកសភានោះទេប្រធានឬអនុប្រធានសភានោះទេឥឡូវនិយាយអំពីការបរិឆេទនៃការប្រជុំសភា ការប្រជុំសភាព្រះមហាក្សត្រនឹងកោះប្រជុំសភាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទ 5 កើតខែស្រាប់ឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ 2567 គឺជាការចេញតំណើរមួយដ៏ល្អសម្រាប់សភាក៏ដូចជាសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរណូចប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងខ្នាតទៅវិញគឺជារឿងដ៏ល្អ
ngay mà phây mùi đi về bất cứ bà má sát có của chúng sợ phí về lần ngay ngay tìm mà phây mùi khai dạy hà cứ nâng miên ca sắp bót chỗ căn đầm này rõ bỏ sợ má chức sợ phí và tốt tới cứ nơi ngay tìm mà phây phí สภานกอประชุมกรมอธิบดีภิบรบพระบรมหายไปนู้นเรจรัฐบาลมาซื่นราชสภานกบาลมาซื่นเรจรัฐบาลนั่งไตรบกาดหลังหลังนี้ไงที่มาไปปีคือนั่งสบัดคณะรัฐไตรนั่งสบัดโจลกันตำไหน จอมไงองค์กีประมวยการขายสลับฉลับท่อปัญจสะปุตตะกราชปีป้อนปรามรอยหกสิบปีโดยเฉพาะเวชเปิลเวเลอร์หล่อได้ยึกยกแค่นี้ยกขนาดทัวร์เจเปิลเจ็งต่ำนาพลอยการะบอสพีนังระบอเรจราธาบิมาเรจราธาบา ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សាជាតិថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែជាតួអង្គអ្នកនយោបាយដែលដឹកនាំប្រទេសជាបន្តទៀតតាមរយៈជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលណៃហើយនៅក្នុងរយៈអន្តរការខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជាសមាជិក រដ្ឋសភាដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រតែមុខនេតិនេះមិនមានអំណាចទេតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងដង្ហែព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាជួយសម្របសម្រួលរវាងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការគ្រប់គ្រងភ័ស្តុភារ ឬអ្វីទាំងឡាយសរសុខជាពិសេសគឺការការពារប្រជាប្រឡាក់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាហើយបន្តទៅទៀតនៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយអាចថាកោះប្រជុំប្រសិទ្ធភាពនៅខែមីនាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពេលនោះនៅខ្លាយទៅជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃប្រជាណាចក្រ កម្ពុជាជោគដូសម្ដេចឆៃឈុំដែលនឹងត្រូវឈុំនេះគឺជាការស្រុះស្រួលហើយក៏បានទូលព្រះមហាក្សត្ររួចមកហើយផងដែរសម្ដេចហ៊ីសំរិនសម្ដេចសខីសម្ដេចទៀបាច់សម្ដេចម៉ែនសំបនក៏នឹងត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាឧត្តមប្រឹក្សា តរបស់ព្រះមហាក្សត្រផងដែរដែលនេះគឺជាដំណើរការដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមទូលប្រគេនដឹកជម្រាបជូនហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាអំណាចនយោបាយស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំតដែលតែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងមិនជឿជឿទៅលើកិច្ចការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ឬនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះឡើយព្រោះថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ចេញហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយកទៅកែច្នៃអនុវត្តតាមការជាក់ស្ដែងបើខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានដឹងហើយនឹងទទួលការរៀបចំជាមួយនឹងអិសរាជជនដែលនៅត្រូវបន្តវេន គឺយើងបានឈានឆ្ពោះទៅកាត់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណជំនួសឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដោយមានដំណើរការរបស់វាបន្ថែមទៅលើទិដ្ឋភាពថ្មីៗទៅតាមតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូច្នេះ
សពពូនជួបរូបជាតិកុំមានការបារម្ភទៅលើការចាក់ចេញរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតមែនហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញសម្ដីរបស់លោកជំទាវភឿងសក្តិណាដែលពេលដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានប្រាប់សម្រាប់គាត់អំពីគោលបំណង គាត់បាននិយាយពាក្យមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹកអាឡោះអាឡ័យនោះនៅត្រង់ថាជួបប្អូនប្រុសគឺជាការសប្បាយប៉ុន្តែបែកពីឪពុកគឺជារឿងលំបាកខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពិតជាមានការយល់ដឹងអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្ត ដើម្បីនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានធ្វើជាង 38 ឆ្នាំដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះរៀបចំដំណើរផ្លូវសម្រាប់វែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតសារព័ត៌មានបរទេសបានចុះផ្សាយអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលតែងតែបន្តបន្ទាប់ ក៏ចេះតែវិភាគឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចេញមកបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងចាក់ចេញមិនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 ដូច្នេះ បើយើងគិតទៅក្រុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចអំពីខ្ញុំឲ្យមានការគិតថាតើខ្ញុំធ្វើនយោបាយរដ្ឋបាលរយៈពេលប្រមាណនៅក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំធ្វើនយោបាយរដ្ឋបាល បើចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1923ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំធ្វើបាន2014សប្តាហ៍បើគិតជាខែ គឺបាន 463 ខែបើគិតជាឆ្នាំគឺបាន 338 ឆ្នាំ 7 ខែ 8 ថ្ងៃហើយបើគិត ថ្ងៃគឺបងប្អូនដូចជាមិនបានគិតឲ្យអំពីថ្ងៃតើបានប្រមាណថ្ងៃគឺសុំមើលបន្តិចអំពីថ្ងៃដែលយើងបានធ្វើក្រុងនោះគឺបានធ្វើ 4,099 ថ្ងៃគឺជារយៈរដូវដែលវែងជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយបើគិតអំពីពេលវេលាដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឋានៈជាចាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមន្តិចរយៈពីថ្ងៃទី 8ខែមករា1979ដល់ថ្ងៃទី 22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានបំពេញការងារក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលមានរយៈពេល 2328 សប្តាហ៍ត្រូវជា 10,000 6,200
ពីរយកៅសិបបីថ្ងៃត្រូវជាប្រាំរយសាមសិបប្រាំខែនិងត្រូវជាសាមសិបសែសិបបួនឆ្នាំបំពេញកិច្ចការងារនេះគឺអស់រយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សរ៍ ហើយបើគិតពីការចាប់ផ្ដើមនៃការយកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្បីដឹកនាំប្រទេសហើយក្លាយជាមេដឹកនាំចលនាចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2023 ខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំបានបំពេញភារកិច្ចរហូតដល់46ឆ្នាំ2ខែ2ថ្ងៃត្រូវជា509ខែត្រូវជា2409សប្តាហ៍និងត្រូវជា16,864ថ្ងៃ នេះជាពេលវេលាដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយខ្ញុំប្រកាសណាមិនតន់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំលើកឡើងអ្វីមិញគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីកិច្ចការសំខាន់ពីរចំណុចមួយគឺធ្វើនយោបាយរដ្ឋបាលរយៈពេលប្រមាណហើយមួយទៀតនៅក្នុងរយៈពេលធ្វើក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលប្រមាណ ប៉ុន្តែជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែជាសមាជិកសភាហើយក៏បន្តជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំក្រោយផងដែរដូចជាបន្តប្រជុំទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំពេលនេះអាយុក៏ជិតដល់72ឆ្នាំនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំប្រកាសណាប្រកាសបុណ្យដើម្បីជៀសវាងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយ ពីវាលពីកាលពីកសែតបរទេសឬពីអ្នកមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងនានាដែលរហូតដល់ថាតើហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើនយោបាយរដ្ឋបាលទេបានធ្វើនយោបាយរដ្ឋទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយរដ្ឋទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខ អ្នកពេលនោះអ្នកចង់ហៅហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ហៅទៅអ្នកមិនចង់ហៅទេក៏អ្នកនៅក្រៅច្បាប់ទៅព្រោះប្រជាជន 84% បោះឆ្នោតបូកជាមួយនឹង8ជាង 82% នៃអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោត 82% នៃការគ្រប់គ្រងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយ មិនចាំបាច់ណែឯងមកគ្រប់គ្រងក៏បានដែរគ្មានការចាំបាច់ហើយឲ្យណែឯងជេរហ៊ុនម៉ាណែតកំដរលេងតតទៅទៀតចុះតទៅទៀតចុះប្រសិនបើណែឯងចង់ជេរចង់ជេរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការជឿទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតវាមិនមែនជាការបន្តវេនតាមដូច ជាព្រះមហាក្សត្រដែលមានព្រះរាជសិទ្ធិតែងតាំងព្រះរាជាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះបីមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់អ្នកសូមកុំផន់ច្រឡំឲ្យសោះហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវឆ្លងកាត់បួនដំណាក់ការសំខាន់មួយគឺត្រូវតែគណៈបកមានការឯកភាពផ្ទៃក្នុង ហើយខ្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេន2ត្រូវតែជាប់ជាសមាជិករដ្ឋសភាឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតសកល3ត្រូវបានទទួលការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រហើយរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាល4ត្រូវតែឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយសភាជាតិខ្ញុំសូមស្នើ ដល់បងប្អូនរដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយដែលបានបន្តតំណែងក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតសូមមេត្តាយោគយល់
dương trâu tệ miết cả lẻ bóng mùi. Hãy nẹ đã lẻ bóng thông chiếc kê cứ cuốt kiếm. Bà tôi bây chìa, cô nó bỏ kiếm bật to bên cả đời. Có một tay nẹ đã thấp miết ẩm nách bình chìa. Cứ ớt miết ẩm nách bình chìa. Nó cứ chỉ cả lẻ bóng hơi. Đôi chứ thế, xong ai rõn tay nế nế đây. Mình tự tu đâm nách chìa, rõn tay to thật tiết. Ông cô ấy nâng không sợ phía chia đầm nàng đi. Bố phụ dương chắc chắc nà hời. Môi chủng đột tiết có hai tay tăng chia tí bác xa rì ra thạp bí bá. Nàng môi chủng đột tiết có hai khai tư chia sẵn mái chất phân sợ phía nơi bươi cả mốc phọng này. Đại dương nâng phải nất mơ nơi bươi cao. Phô rõt một tay môi chùm đốn mân chôn căn ca chưa rõt một tay to từ diệt tế. Dương ai cho chúa chưa xả mạ chức phân sập phì. Phô xả mạ chức phân sập phì rõ bỏ dương môi chùm đốn có ban. Miên là dụng 8 sập, rư lư 8 sập. Rư có kia năng 8 sập, có lẩm bom năng ca chạ chanh, phong đài. Phật mên tập phân sập phì. Tây miên là dụng chân có bật đài. À dụng chân hú có thơ ca át ca đài. Dương trai kết ở phía sau cập hiệp. Hãy kết ở phía ca mật to về này nẹ chồng đòn cao. Khi ông bà ca nà, khi ông sẽ khâm tha ca bỏ sai rồi bỏ khi ông bà ca nà khi ông đi. Nàng khai tới chưa xa chạy lẹ mùi. Hãy xong ca con trô phía xâm đạp bà chìa bà rát cả bà chìa. Chồng bố hôn mà nè đại chìa để dụ rằn đầy thuầy. Chỉ mỗi nâng khi ông bà ca nà khi ông nóng thả nạ chưa bật thiền bác. Hai ả nạ cốt nâng khai tới chưa bật thiền bật thập phía. Đại nâng đa tuôn nâng tí chưa bổ mô rõt sá đầy tì. Nâng bê ạ vọt tầm miệng bà mạ khát. Hai có chưa bật thiền krom bạc xa hơi rì xâm bạch phọc này. Hai đã nóng hòn ra cả nụ. Khi ông bà ca nà khi ông có miên bê bì lê chá ra đạp bây được hai bà mạ khát. Trong thần nạc, chia bật thiên ở đông, cồng bạc xa, bà mạc xa. Khi ông bà ca nà, chia thuê bà đọc tiết. Khi ông bà ca nà chồng, xong ho bà côn, ho côn cho bộ bò bôn chua đồng chiết. Tẹp khá rộng nâng cao bật tiết. Đại bàn, cồng trò, đọc xong bà ca nà chồng, nông rỉ dạng bê cơ lọc tử. Hãy cho cơ hội đi. Còn trò tự đo đầm đá ca lật thi bởi chiếc tập tay tam bởi dạ. Này ca bỏ cho nào. Khi ông bà ca nà khi ông. Có xong ho cun. Chồng buộc cồng bà chăng tương lai. Đã ban prăng chê hôn sen. Prăng chê hôn mà nay. Rồi hốt tự đo cả đáp bạc bì chun. Tổ tuôn ban nơi dầm lên cháu. Rồi hốt tự đo. 82% đào xa từ hoa lô chê hôn sen nâng hôn mà nét chê ra bê với chị chuột cọp đó nơi đây là nét sờ lành chụp bộ hôn sen nâng hôn mà nét tư vị hoa lô chê và thèm tiết chụp cua từ hoa côn hoa lô để hoa lô ban pra mát nâng chê chụp cả chê nô hơi có chê chụp này môi thua hoa lô bắt bong nờ vầy vầy để hoa lô cua từ miên. Hãy việc ban phá đó là nơi ca sở lãnh rõp hạt vì sầm nạ phải chỉ chuẩn hạt nát sở lãnh mà lơ hôn xe nâng hôn mà nét tư vinh. Ở lúc là bóp đó hôn vì sao nây nỉ yô bái chút nỉ dung đã bây tình yêu tha ở lúc ai chô ruông đầm nạ ca nây lật thị phải chia tập tay nơi ca phụ chỉ. Hãy nè sẵn kết ca chiết nâng ăn ra chiết nè mau cắt đi đi.
cứ chia xa xây rùa nơi đầm đá ca và chia tập tay nơi Campuchia. Vì mình chậm đọc từ lưu và tiết mùi rưu và tiết phí bọn tóc bằng hấp ca bỏ ra nơi Campuchia đi. À vậy, đại chứa ca xâm rách cầm đọc cứ bởi chí chút bỏ ra thời sợ phía bỏng phình xâm rách bằng ca rưu ra thật bá bà mạng sát tên tăng rưu ra thật bá cứ chưa đập rơi ca chạm bạch màn mên ca tổ tuôn xoá đôi bà tế mùi mân tổ tuôn xoá đôi bà tế mùi rưu bà tế phí rưu đi kiểu còn xem màn điểm nam hơi bà tế nam mùi đi có bà tên nẹ bàn khơi hơi tăng tí nam phí bọn đập bà bây nẹ lọc tay bà tông hạp có bà tên nẹ còn nâng tài thơ ca cho bố kiếm chỉ định chi viên mặt bàn rọc tiền bọc bà chung à diễn nơi tích cộng phục bình chỉ môi nâng nẹ đây là nẹ mặt trô chật vô tổng nẹ tổng đồng ở viên rọt nâng rọt cứ viết đôi chữ đại viết đôi chữ đại hai chết bay bà đọc tiếp chồng cua tay bà chạy thả nà dô bái chô để dùng cua ta trời lúc bọc bắt mà bên cua thì chạm bách trời lúc bọc bắt ai ở bị Campuchia Krona Kadai, Đại Miên Chetana, Tap Chop Luôn Chim Way May Krong Chul Yu Ku, Mật Ku Tai Ban, Lực Lệ, Nuk Lai, Chwap, Nang Tai Pra, Nam Bay, Kam Chat Chal, Chim Way Krong Chul Yu, Nick Tap Dog, Kshom, Mun Permit Olo, Nuk Ti, có phần tay trong cua ta đã tươn ở lúc lo chiếc. Phải giả cả, phải giả thấp bản à, chỉ chiếc phải bà hân xa. Bà lúc bà hân xa bịa xâm đầy vì chú lưu hẹt bê hời. Chú lưu hẹt bê hời. Ở lúc là bộp dù hời. Sần lắc nọt đây phải chỉ chút bàn bà hơi cả nạp bàm chỉ chút lương đi. Cứ chia sần lắc nọt đây sao phải chết. Tìm môi chủng đưa tốc chất lưu cả nạp bạc chỉ chuẩn. Tìm pi chủng đưa tốc chất lưu hôn xài. Tìm bay chủng đưa tốc chất lưu nẹ bật đau bên hôn mà rạch. Nó cứ chia xa cho ba lo pi xâm nạp bạc chỉ chuẩn. Nẹ trời dư lại bàn cho ba hàm pi bà nhà hà ni. Mà ai nẹ chết tay bật đó khóc mà đó hơi bật đó tiết. Hai chiếc bị xe xong đã tỏ khi công thuê này yêu bài vì càng ra hai nét khẳng trọng chọc cục ở xó hai nét khẳng trọng coi là mồm cua dư đâm tha ở vầy tư chìa rướng thua tam nét khẳng ra bật tài luôn anh khẳng trọng tay chữ về tốt là mồm cục con đã bày chụp hời trong bà ca nà khiêm sọp ho và côn ho côn chụp phô pra mạc sát chụp phô luông mai đã bàn tay tay bà đoàn nơi ca bà tây lực tức chật thầy chưa bị xe ca con pra mạc sát bực đi à vây đầy chia sầm ná tựa tông nâng ca tay tăng sà bà sập hiếp ca riêp chồng ca có phụ chung sập hí nâng ca bà ca rìa rạp bá cứ bỏ ăn bán ra là cả cầm thổ. Hãy chọc và chọc. Tu bà bà cùng, chọc bà cà nạc, chọc xôn bà kênh bố chọc bà bà đánh chí cun bà sang cực bà ăn. Bà bôn chút đùm chết, trẻ khăng nâng kèo bà tê. Xôn miên sốc hiệp lò. Chụp tay sẽ gây sốc, sẽ gây chùm ràng. Chỉ mũi nâng bút bố, nâng bố tên bà bà cà, ai dụ, và nạc, sốc khẽ bà lẽ. Nâng phá đệ phê nè, cùng bay kia kết lại, sống hợp khuôn, sống hợp khuôn.